Với tiêu chí khai phá và sáng tạo, gần 180 tác phẩm dự thi năm nay đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ. Về thể loại nhạc khí, ưu điểm là có tác giả đã mạnh dạn đầu tư cho hòa tấu dàn nhạc hỗn hợp. Một số tác phẩm có tìm tòi sáng tạo trong cấu trúc và ngôn ngữ thể hiện. Về thanh nhạc, ca khúc dự thi năm nay đã có ca khúc về đề tài bảo vệ môi trường, thật sự gây xúc động mạnh mẽ và mang tính chinh phục, được hội đồng thẩm định đều đánh giá cao. Hoặc viết về mẹ, về tình yêu quê hương đất nước, phòng chống dịch COVID-19 cũng gây được tình cảm cho người nghe. Điểm mới đáng chú ý trong giải thưởng năm nay đó là mảng ca khúc thiếu nhi. Đã có những ca khúc hay cho trẻ em phù hợp với lứa tuổi hồn nhiên trong sáng của các em, được dàn dựng tốt nên hiệu quả cao. Rất nhiều bài năm nay là hướng tới thời sự, tức là hướng tới cái đề tài là phòng chống COVID. Thì có một cái hợp xướng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lân Cường là cũng rất ấn tượng. Nói về đau thương mất mát nhưng mà bên cạnh đó là gieo vào lòng người được một cái niềm tin và một cái sự san sẻ những cái đau thương cái mất mát đó của cả cộng đồng, của dân tộc đối với những cái vùng mà bà con là bị dịch bệnh và thậm chí là hy sinh mất mát nữa. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 10 giải A, 25 giải B, 37 giải C và một chương trình biểu diễn xuất sắc. Đầu tiên, có lẽ là đối với các cháu thiếu nhi thì tôi đã có sử dụng một cái phần nhỏ trong đó là cái phần hát nhạc rap. Cái này cũng làm cái thử nghiệm đối với các cháu. Thông qua cái tác phẩm đó gửi gắm tới các cháu thiếu nhi như một lời động viên, khích lệ các cháu với những cái niềm đam mê, nhất là đối với đam mê nghệ thuật. Với âm nhạc thì muôn đời nó là một cái sức mạnh dữ dội. Và lần này, trong cái mùa Covid này, âm nhạc lại một lần nữa vang lên và nó động viên toàn bộ chiến sĩ, người dân. Và tôi nghĩ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ tình huống nào, những cái giai đoạn đi qua của đất nước, âm nhạc luôn luôn đóng vai trò hết sức quan trọng và nó góp phần xứng đáng để làm được những cái thành tích kỳ vĩ cho đất nước của ta, dân tộc của ta. Một số tác phẩm đoạt giải thưởng âm nhạc năm 2021 đã được công diễn tại buổi lễ.